Rồi, ok. Xem nào. Lấy nét chưa? Ấy. Cũng lấy nét này. Đấy, con này quay sát này, sát sát này nó còn lấy nét, con đao quay sát quá là nó không lấy nét. Thế là cái mắt của nó đứng Ờ. đứng một tầm nào đấy mà không lấy nét Rồi, được à? ok. À, xin chào tất cả quý thính giả, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một cách đấu lắp các cái con linh kiện lên một cái bo mạch này. Thì bo mạch của chúng ta hôm nay ấy, là cái bo mạch khuếch đại âm thanh sử dụng B688 và D718. Đây. Thì khi các bạn mua cái mạch này, nó sẽ có thêm là loa cách điện này. Khi chúng ta mua cái mạch này, nó sẽ có thêm cái con mạch này ở trong cái vỏ này, và tụ và sò thì nó ở bên ngoài. Đây là bốn con sò, hai con tụ của chúng ta và bốn con sò. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp đặt cái mạch này. Thì cái mạch khuếch đại âm thanh ấy, là thời gian vừa qua anh em một số kêu là cái mạch là tiếp 41 như thế này thì nó kêu bé quá, không đã, kéo bát 20 là không nổi. Nên là hôm nay mình nhập về cái món mạch khuếch đại âm thanh D718, con này công suất khá là tốt. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp vào nó, lắp đặt là cái lắp sò rồi đầu lắp dây tín hiệu. Tại con sò này lúc nãy mình vừa hàn chân nó sang bên đâm ron là giờ phải tẩy bẩn bớt đi. Rồi. Thì bạn chú ý là trên cái vỉ của chúng ta nó ghi đây. Bên này là B688 đây, B688. Có vẻ là đây ao này. B688 này, nó B688 này in vào trong cái lớp này nên là lớp gạch gạch nó đâm ra chúng ta hơi khó nhìn. B688 này, D718 này. D718 thì tức là hai con D718 bên ngoài, còn hai con B688 ở bên trong. Thì đầu tiên đối với mạch này chúng ta sẽ lắp sò trước. Thì để lắp sò được lên cái mạch này, chúng ta cần, quan trọng nhất là chúng ta cần chuẩn bị cái cánh tản nhiệt như thế này. Cánh tản nhiệt này các bạn có thể kiếm ngoài tiệm sắt vụn. Hoặc là các nguồn ATX nó hỏng, mà nếu các bạn có thì chúng ta có thể kiếm tháo nó ra. Mình sẽ đặt sò vào trước. Đây, hai con D718 thì ở bên ngoài cùng. Hai con B688 ở bên trong. Đây. Bây giờ mình sẽ bắt ốc vào cái cánh tản nhiệt là trước. Tuy nhiên ấy là các bạn lưu ý là khi các bạn là mua cái mạch này của mình thì mình có đi kèm theo các bạn là bốn con lót cách điện sò, tức là lót cách điện này dành luôn cho sò này. Còn khi các bạn nếu mà các bạn không mua của mình, các bạn nhớ các bạn phải mua lót cách điện, bởi vì là con này mạch này nó không như mạch tiếp 41, cho dù các bạn chỉ cần đấu hai con sò này nó vào với nhau, cho dù riêng kênh, tức là nó cùng một kênh thì nó vẫn là bị chập bình thường, chứ nó không như kiểu sò của bọn tiếp 41. Bởi vì cánh tản nhiệt của chúng ta nó không phải là cánh tản nhiệt zin theo cái mạch, nên là chúng ta cần phải chưa hàn vội, chưa hàn chân sò vội. Chúng ta sẽ đặt nó vào đây và chúng ta ướm nó vừa với chân ốc. Chúng ta đặt lót cách điện mà. Lót cách điện thì chúng ta sẽ lót nó vào đây như thế này. Và vặn ốc vào. Chúng ta làm bước này đầu tiên. Mỗi con sò các bạn phải lót một cái chân lót cách điện như vậy. Nó vào lưng nó như thế. Thì nó cách điện giữa lưng nó và cái miếng tản nhiệt. Đây.
Sau khi gắn sò xong vào căn lót cách điện thì chúng ta sẽ được nó như thế này. Đã được một bên rồi. Bây giờ chúng ta sẽ gắn bên tiếp theo. Các bạn vẫn ướm nó vào và sẽ ốc trước, sau đó chúng ta mới tiến hành. Vì là chúng ta cái cách này thì nhìn nó có vẻ nó hơi đuối một chút, tuy nhiên là nó sẽ tiết kiệm cho các bạn được một khoản. Bởi vì nguyên cái miếng cách điện là miếng tản nhiệt mà chúng ta mua loại to to thì nó cũng mấy chục nghìn một miếng cơ. Nó cũng không rẻ lắm đâu. Có vẻ là mày sắp uống hết cốc nước của tao. Mày uống nhiều vậy không sợ đêm gì đái à? Đây, các bạn định vị sau đó chúng nó vặn ốc vào, định vị cho nó chuẩn, gần cho gần gần nó chưa vặn ốc chặt vào, chúng ta định vị cho nó vị trí nó đúng như thế này rồi chúng ta mới vặn chặt ốc. Rồi, các bạn là bạn vào nó như vậy. Đấy. Như vậy là chúng ta đã đặt xong sò và thì các bước sau nó nhanh thôi, chỉ lâu nhất là bước sò đấy. Các bạn chú ý á, đây là cái cực âm của tụ, là cái cực đây bây giờ chúng ta tiến hành đến lắp tụ. Cái cực âm của tụ là bên nó có dấu trừ mà nó vạch màu đen như thế này, thì chúng ta sẽ lắp nó sang cái quay cái dấu trừ đó sang cái bên cái vạch màu trắng của cái trên vỉ mạch như thế này. Chúng ta lắp vào con này cũng vậy. Bây giờ chúng ta tiến hành hàn thôi. Các bạn phải tuyệt đối lưu ý là cái đối với các mạch này thì chúng ta lót cách điện nó rất là quan trọng, bởi vì nếu mà các bạn không lót cách điện ấy, thì cái tỷ lệ chập cháy nó rất là cao. Rồi chúng ta hàn nốt sò vào là được. Mới biết ai mà hung hăng. Hung hăng. Con này nháy máy tao không chán. Được thế chứ này. Gọi thì nó đéo nghe.
Thế mày lấy số con đấy về mà chăm sóc. Nó lại gọi à? Anh điều hướng con đấy cho mày đấy. Con này dẫn lên cao tốc đi được. Con đấy xấu vã. À, không chỉnh chỉnh cái này thôi. Đây. Hàm. Công khai à? Hàm xong rồi đây. Hàm xong chân sò. Qua nét hàm xong chân sò rồi. Bây giờ chúng ta chú ý là đây là ao, đây có chữ ao đây. Ao này là ao là ao loa trái này, ao L này. Đây ao loa phải này, ao R này. Bây giờ chúng ta sẽ hàn một cái chân, bây giờ chúng ta sẽ có dây loa đây. Đây, dây loa chúng ta gồm có hai dây.